Chuẩn bị cánh gà rửa sạch sơ chế xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ chặt ra ha, đang mình để ướp. Ướp xong mình sẽ chiên. Mình hôm nay là mình sẽ làm cánh gà chiên nước mắm. Đây mình sẽ chặt cho nó nhỏ vừa miếng ăn cả nhà, có thể là chặt làm ba làm bốn tùy cái hương vị cả nhà. Rồi, xong rồi mình sẽ ướp cho nó vừa khẩu vị, ướp ở nồi sơ để mình chiên cả nhà. Mình sẽ ướp một niêm nè. Một niêm và bột ngọt. Và thêm đây là một tí mình ướp sẵn để dành mình chiên nha. Cho tỏi vào. Mình sẽ không ướp đường mà mình sẽ để một ít ong như thế cả nhà. Cho mình chiên á. Mình sẽ trộn đều, ướp trong vòng khoảng 30 phút rồi mình mới đem đi chiên. Chiên thì cái phần nào mình chiên, là không chiên thì mình sẽ bỏ vào túi, mình bỏ ngăn đá cái nè. Còn nếu mình ăn liền một trong hai bữa thì mình có thể để mát, ăn trên mát. Mình để đây. Cái bạn nhỏ rất là thích ăn cả nhà. Tại vì do mới có mấy bạn nhỏ cho nên mình không ướp tốt chưa gà. Chứ có mấy bạn nhỏ. Chút đi. Chút xíu mày cho con. Chút. Xuống đây con coi mẹ nè. Thiệt, xuống đây thử nè, nãy con đòi ăn nè. Đeo cũ gì chứ. Gà chiên con đập con ơ cái gì vậy? Ngon không? Cánh gà ngon không? Hết một bát còn mà cơm thì bấy cho miếng cơm. Trả lời đàng hoàng coi.